một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin Chúa Xuân giáng chân thật xinh. Năm rồi em trăng gậy, năm này em mới tròn trăng, đón xuân thấy lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi chăng. Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứu mang, ý em ý đẹp trời ban. Hôm nay mùng 1 tha Tết Nguyên Đán năm 2022 thì Tâm Việt Đỗ Điểm Lập kính chúc đến toàn thể ba gia ba tánh trong và ngoài nước, bạn hữu đồng tu, mọi người, mọi nhà ai ai cũng vui khỏe, thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, tấn sức khỏe dồi dào và có nhiều khởi sắc của để đón năm xuân năm 2022. Mọi thứ là mọi việc là tùy duyên thì cũng mong được sự ủng hộ, hợp tác và chia sẻ, động viên của anh chị em bạn hữu đồng tu, rồi những người tu, những người không tu, like, đăng ký, ủng hộ kênh để Tâm Việt phát triển và chia sẻ trực tiếp. Thì những câu chuyện tâm linh và những bài học đúc kết kinh nghiệm từ cuộc sống thì Tâm Việt Đỗ Điểm Lập sẽ chia sẻ nhanh chóng đến quý vị bằng cái tinh thần chia sẻ lời hay ý đẹp đến quý vị. Thì cũng mong quý vị hợp tác, like, đăng ký, ủng hộ kênh để Tâm Việt được vào trực tiếp quý vị nhé. Thì hôm nay thì mọi sự là tùy duyên đấy quý vị. Hôm nay Tâm Việt cũng đầu xuân năm mới, Tâm Việt chia sẻ những cái gì gọi là tùy duyên đi các vị ơi. Có nghĩa là những cái gì mà mình quyết định nhiều khi là không được, mà có cha mẹ bề trên, thần Phật Thánh Tiên, Long Thần Hộ Pháp Chư Tôn, Sư Tổ Bồ Đề Đạt Ma bề trên xoay chuyển thì có thể là mình có thể là vi diệu hơn, hiệu quả hơn. Chứ nhiều khi mình quyết định không bằng trời định, người định không bằng trời định đấy các bạn ạ. Thì mình cũng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người, mỗi điều kiện. Thì đây là điều kiện của mình và gia đình mình. Thì đây là hôm nay là bây giờ cũng là sáng mùng 1. Thì mình quay Phật Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni và Phật Quan Âm Bồ Tát. Và mình cũng làm ngũ quả để các vị gia hộ. Thì có ngũ quả là năm thứ và bông hoa trái cây nước, rồi cũng trong tâm là lúc nào cũng nghĩ đến các vị để các vị gia hộ xoay chuyển. Chứ bây giờ là nhiều lúc mình có định cũng không bằng trời định đấy các bạn. Thì trên đầu mình ba tấc là có các vị gia hộ, là lúc nào cũng mình cũng bây giờ thì Phật bảo mình đi đâu mình đi đấy, làm gì mình làm đấy các bạn ạ. Thôi chứ bây giờ mình cũng chỉ có còn vui trong Phật Pháp đấy. Thì gia đình mình thì hôm nay mình cũng chia sẻ với quý bạn hiếu đồng tu, cũng mong được sự cộng tác, like, động viên, ủng hộ kênh
đăng ký rồi cho mình được vào trực tiếp. Đấy là ước nguyện của mình năm 2029, và cũng là lời thỉnh cầu tha thiết để mình chia sẻ lời hay ý đẹp và những bài học đúc kết kinh nghiệm từ trong cuộc sống. Thì hôm nay năm mới thì mình nói toàn chuyện mới và chuyện vui, nói chung là vui. Thì đây là gia đình mình thì cũng có chuyện gia đình mà các bạn. Đây là anh Nguyễn Văn Hưng, sinh ngày 15 tháng 14 tháng 4 năm 1978. Thì anh cũng đã qua được 49 ngày. Thì mình cũng đã làm đầu tiên là 3 ngày, 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày. Và bây giờ chuẩn bị tới đây nữa thì làm 100 ngày cho anh. Để anh cũng xin cha mẹ Phật xoay chuyển cho anh được tiếp dẫn đạo sư về cõi lành. Thì mình cũng cứ hy vọng là vậy thôi. Trước mắt là vào cõi lành là tốt lắm rồi các bạn ạ. Chứ còn ở cái màn này thì bản thân là lên quái quái Phật quái trời thì cũng phải đắc đạo phải thành công thì mới lên được đấy. Thì đây là mùa xuân mà các bạn, thì đây là bông hoa này là để là cúc vàng đấy các bạn này. Thì chúc mọi người mọi nhà thì ai ai cũng tấn tài tấn lộc, vàng đầy đầy túi mà sức khỏe thì đầy người mà lộc tài thì phát lung linh. Thì đây là mùa xuân mà các bạn, thì chúng ta phải nói chuyện về mùa xuân đi. Thì hôm nay là tôi nói chuyện ở cái tiêu đề tùy duyên nhé các bạn. Tùy duyên thì nó thoải mái hơn, muốn nói gì thì nói, cái gì cũng nói được, nhưng mà cũng tâm tịnh và nói những ý kiến sáng tạo và những lời hay ý đẹp, chứ không phải là nói tùy duyên mà nói không hay thì cũng không nên. Vì năm mới mà các bạn, thì chúng ta năm mới là chúng ta nói toàn những điều mới, những khởi sắc, những vui vẻ, những thành công. Thì mọi người uống nước ngọt cùng mình nhé. Đây là nước ngọt để mùa xuân mà các bạn, chúng ta phải khởi sắc lên chứ. Và đây là hạt bí, và nói chung là bánh kẹo trái cây. Thì đây là hoa, nước, bánh kẹo trái cây. Thì tranh thủ cái lúc con cái nó đang đi vắng thì một mình ở nhà tranh thủ nói chuyện với quý vị, chứ nếu mà con cái về thì ồn ào thì cũng không nói chuyện với quý vị được. Thì cái vấn đề gì thì vấn đề gì các bạn ơi, tất cả các vấn đề là cũng đủ, cũng tập trung là ở cái khía cạnh là tâm linh, là linh, linh là thiêng, nhưng mà vấn đề sức khỏe cũng rất quan trọng phải không quý vị? Thì sức khỏe là quan trọng nhưng làm giàu thì cũng lại cũng rất quan trọng nữa. Chúng ta mà giàu thì chúng ta có thể chiến thắng được nhiều thứ, chúng ta cần cái gì chúng ta có cái đấy, nhưng chúng ta cũng phải biết giữ gìn sức khỏe và chúng ta cũng phải biết điều tiết những cái gì mà thành quả lao động của mình đã thành đạt. Thì tôi cũng mừng là cha mẹ thần Phật thánh tiên nói chung là cũng xoay chuyển cho tôi. Thì như bữa nay đó là tôi lại có mặt để lo toan, và nói chung là có sự hiện diện của tôi là con cái nó cũng đã lo cho rồi, lo cho hết rồi. Thì thậm chí là tôi là chỉ cần sự hiện diện thôi, chứ thực ra con cái tôi nó cũng lo hết rồi, ở cái tuổi này rồi các bạn mà, thì con gái nó cũng lo hết rồi, thậm chí nó còn lo cả tiền mừng tuổi cho tôi nữa. Thì trước Tết thì con gái cũng đã lên thăm mẹ rồi mừng tuổi cho mẹ rồi. Nói chung là dự tính là định mua cho mẹ quần áo, nhưng tôi suy nghĩ đi, tôi bảo là định tiết kiệm không mua quần áo thôi, dẫn con ra ra ra, ra tiệm vàng. Thế xong là không, bảo con cho mẹ tiền tiêu Tết thôi chứ con không có mà cho mẹ tiền để dành. Thế xong tôi bảo thôi được rồi, suy nghĩ một hồi thì ngày hôm trước ngày hôm sau thì trả lời với con, bảo được rồi, thế thì con chỉ cần cho mẹ, mẹ chỉ thích có hai bộ quần áo thôi, mẹ hỏi rồi, mà hai bộ quần áo đấy là hai bộ quần áo nhúng đấy các bạn.
Thì mình là phụ nữ mà cũng ưa cái đẹp các bạn ơi. Thế xong đó là mẹ chỉ cần mua hai bộ đấy thôi, mẹ quân tặng cho mẹ hai bộ đấy rồi là được rồi. Thế mẹ nhắm rồi, nhưng mà mẹ vào mẹ hỏi thì mẹ ưng, mẹ nhìn ở bên ngoài vào cái shop đấy thì mẹ như ưng đấy, hai bộ áo nhúng đấy rồi. Thì hai bộ quần áo đấy sờ vào là nó mềm mại đẹp. Thế là mình đã thích rồi. Thế mình bảo con gái là thôi con chỉ cần mua cho mẹ hai bộ đấy thôi là được rồi. Thế xong con gái bảo không, thế thì thôi để cái bộ quần áo đấy mau hư lắm mẹ. Thế xong để con thôi con mua cho mẹ vàng cũng được. Thì nếu mà mua vàng đó thì mẹ có sa cơ thất thế. Sa cơ thất thế thì mẹ cũng có cái để bán để dùng để tiêu. Thì các bạn thấy không, con mà nó cũng lo xa cho mẹ rồi đấy. Mà mình nghĩ là không phải là con mình nó lôi cho mình được như vậy, mà do bề trên xoay chuyển đó các bạn ạ. Thì sáng nay cũng rất mừng khoe với quý vị một chút nhé. Thì con rể cũng lì xì 3 triệu. Thì trước Tết là con gái cũng lì xì 1,5 triệu rồi. Thì cái này là cũng là thành quả nuôi nấng con cái. Thì hôm nay nó cũng đã có kết quả rồi đó các bạn. Thì cũng là niềm vui. Thì khoe với cái vị vậy. Vì vì năm mới mà, năm mới phải nói chuyện mới và niềm vui mà các bạn. Thì cái này là không phải là khoe khoang, nhưng mà cái này là ngẫu nhiên phải không quý vị? Bởi vì là con người mà thì ai cũng thích vui, thích khỏe, thích đẹp, thích làm giàu. Thì bản thân mình thì đây là mình khoe với quý vị để quý vị biết được rồi, tất cả đều có nhân có quả. Mình đã bồi đắp bao nhiêu ngày tháng năm vậy nuôi con, thì bây giờ mình cũng vui với Phật pháp, với con cái. Thì những cái điều đấy là điều hiển nhiên thôi. Thì mình cũng mong là mọi người thì cũng vui. Thì để những người mà nghĩ đến cái gì cũng nghĩ đến nhân có quả đó các bạn. Thì cái người đấy là sẽ sướng không khổ. Bởi vì là ấy muốn tìm cái chìa khóa để khoe với cái vị tiền lì xì năm mới, mà không biết là cái chìa khóa này để ở đâu thì lại chưa thấy cái chìa khóa. Thì đấy là muốn khoe khoang một chút để nghĩ đến bao ngày mình chăm sóc con cái. Bữa nay nói chung là có quả để hái đó các bạn. Thì giống như là trồng thóc mà bữa nay được thu hoạch. Thì muốn chia sẻ với quý vị mà tìm cái chìa khóa thì không thấy. Thì đây là cũng quay nhà cửa để quý vị biết được là người thật, việc thật, lời thật. Thì nói vậy thôi nhưng mà thời tiết vẫn đang khắc nghiệt, thì các bạn cố gắng tắm nóng lạnh các bạn nhé. Đây là nóng lạnh nhà này, thì để giữ thân nhiệt cho tốt. Đấy là nóng lạnh đấy. Và đây là người ở trong gương đây các bạn. Quay người trong gương nhưng cũng là mình. Thì mình soi gương mình để biết mình là như thế nào. Bây giờ là mình cố gắng là bản thân mình phải soi gương xem là cái bản thân mình là mình như thế nào, mình đẹp, mình tốt, mình xấu. Ngoài những cái hình tướng ra thì mình cố gắng mình đừng tạo ác nữa, thì con người mình sẽ an nhiên tự tại. Mỗi khi mình tạo ác đó các bạn. Thì hôm nay thì mình cũng quay gia đình mình. Thì đây là cuộc sống mà, ai cũng phải có bốn khâu. Thì tôi không nói hết ra. Ăn, ngủ, rồi những sinh hoạt thì ai cũng cần cả. Thì đây là sức khỏe để phục vụ cho cái dạ dày. Thì mình quay một chút gia đình mình vậy. Cái này thì ở như đời như ở các nhà Phật, nhà Pháp, nhà Tăng, nhà cao nhân mỹ, nói chung những nhà đắc đạo đấy thì họ quay cao cấp. Thì mình chỉ lôi những cái cuộc sống, sức khỏe và cái dạ dày. Thì đây là cái vấn đề cái dạ dày của mình. Thì đây là
con cái nó cũng đã chuẩn bị hết rồi đấy các bạn này. Để vừa là ăn vừa là cúng này các bạn này. Đây là con gái nó chuẩn bị hết rồi đó. Mà thực ra là mình để cúng hai nơi. Thì ở trên nhà thì mình cũng xin cáo lỗi với cha mẹ bề trên là mình không có đón xuân với cha mẹ bề trên, nên là về quê về về dưới huyện này chốc nữa mình quay nối một đoạn sau, mình khuya sau rồi. Còn bữa nay là vì là mình tìm cái chìa khóa mà không thấy để khuya đấy, khuya bữa nay có lộc đó các bạn, có lộc mùa xuân đấy. Thì chúc các bạn vui và mình vui, nên là mình cũng bao nhiêu ngày nuôi con vất vả khổ sở, thì bây giờ mình đã có những cái quả để hái. Thì mình cái Tết năm nay tuy là nó đang dịch bệnh rồi thiên tai lũ lụt các đại nạn đại họa, nhưng mà về bản thân mình thì ngày Tết thì mình không có ta chúng ta không có nói đến, nhưng chúng ta cũng phải tập cẩn thận về cái chuyện đấy. Thì chúng ta cố gắng đừng có để nó, chúng ta cố gắng là để cẩn thận để cho cái năm đến tháng 5 năm 2022 này nó tiệt tiêu cái Covid đi, chứ nó không tái phát nữa. Chứ mà nó mà bùng phát thì cũng không tốt. Chứ, tuy là chúng ta vui chơi nhưng chúng ta cũng cố gắng đề phòng để cho nó tiệt tiêu đi là càng tốt. Mà chúng ta vẫn cứ quan tâm sức khỏe, vui vẻ và sống an nhiên tự tại là hạnh phúc đó các bạn ạ. Chứ bây giờ mà chúng ta cứ suy nghĩ lo sợ âu rồi buồn sầu rồi làm giảm đi tuổi thọ thì cũng không nên. Mà năm mới mùa xuân mà, chúng ta cứ phải nói cái chuyện vui, chuyện khởi sắc và những cái chuyện thật là tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, tấn sức khỏe đó các bạn. Tiền đầy túi mà vàng đầy nhà thì tôi cũng hy vọng là vàng của các bạn thì cũng cứ như là những bình hoa này, bó hoa cúc đây các bạn, là tượng trưng cho vàng đấy các bạn. Vàng là Phật là cũng vàng đó các bạn. Phật thì cũng tượng trưng cho vàng đấy. Thì tôi thấy các hình Phật thì cũng hay tượng trưng màu vàng. Thì tôi cũng hy vọng là quý vị năm mới thì xăng đầy bình, sức khỏe đầy người và tiền thì đầy nhà, vàng thì đầy hũ. Chỉ có mừng cho quý vị như vậy thôi. Thì bản thân tôi thì tôi cũng mừng, năm nay cũng có lộc các bạn ạ. Thì lộc con cái, tôi là có lộc con cái. Thì nhà cửa thì cũng xin cáo lỗi với bề trên là cái nhà ở phố là tôi cũng không chu toàn được, không đón giao thừa cùng cha mẹ bề trên ở cái nhà trên được, nhà phố đấy các bạn, mà đây là nhà huyện. Thì tôi xin cáo lỗi vậy. Thì cha mẹ cũng thương cho tôi mà, thì chắc là cha mẹ xoay chuyển cho tôi thôi. Thì ở trên đấy thì tôi lại không có lộc bằng ở đây. Thì nhưng mà cha mẹ cũng xoay chuyển cho tôi đấy chứ, cha xoay chuyển cho tôi để cho tôi có về đây, thì tôi lại có lộc của con cái rồi. Thì từ cái tiền đấy thì tôi lo tôi nhang khói rồi trà quả hoa đăng vậy. Thì cái tất cả tôi vẫn nói với các bạn đó, mình định là không bằng trời định đâu các bạn ạ. Thì đấy, ông trời sẽ xoay chuyển cho chúng ta. Nếu mà mình thành tâm thành ý thì không phải nhà một cái mà nhà hai cái, rồi con cái, rồi nó cũng đem lộc lại. Rồi mình vui là vui bây giờ, vui với Phật Pháp, với con cái, chứ còn cái gì nữa các bạn. Thì đấy là mình một niềm vui vô biên và vô cùng tận đấy. Hạnh phúc ở đấy chứ các bạn, ở đâu nữa các bạn. Bến bờ ở đấy chứ ở đâu nữa các bạn. Đây, mùa xuân có phải như vậy là vui không? Đấy, thì đây là cái này là chúc mừng năm mới này, Happy New Year này các bạn. Thì đây là sếp của anh Nguyễn Văn Hưng tặng quà Tết đấy các bạn. Lắng trái cây Happy New Year. Và ô một cái đèn này là hết nến này. Và đây là hoa ngũ quả. Và cái này là mình mới thay nước sáng nay đấy các bạn này. Và đèn này là cái đèn này là đèn sáng, đèn để
Nói chung là cái đèn này thì ấy, thì mà thắp nến này là cũng có tác dụng là trừ trừ, nhưng mà thôi năm mới không có nói chuyện đấy các bạn nhé, ta cứ nói chuyện vui, năm mới mà hoàn toàn là vui, nói những chuyện vui. Không có nói những chuyện vườn đấy, là con trai đấy, con trai đang nói chuyện đấy. Thì bây giờ có hai mẹ con đang ở nhà thôi, con trai với mẹ, con gái vừa chạy ra ngoài rồi. Con gái thì con gái thì tính con gái nhưng mà nó lại là cái xác là con gái nhưng mà tính con trai. Nhưng mà cháu cũng có người yêu rồi. Thì vừa đi chơi với con bạn bạn gái sáng đến đập đất nhà rồi đi chơi với con bạn gái rồi. Còn bạn trai thì đến mừng tuổi mẹ vợ với lại em trai rồi con gái rồi xong rồi cũng chạy đi đi đổ xăng, mà mùng 1 thì ở đây không có cây xăng các bạn ạ. Về đây là nhà mình này, rồi quay xung quanh thổ thần thổ đất rồi xung quanh đây là ông trời đấy các bạn, quay ông trời này. Quay lên cảnh thiên nhiên đó, thiên nhiên ở mình đấy. Bạn nào có muốn đến đây mua đất ở thì cũng đây đang đang còn nhiều lô đây các bạn này. Thì đến đây ở cho vui. Thì ở đây là mình là đất lô 2 rồi các bạn này. Thì hôm nay mình cũng vui cũng khởi sắc thì cũng nói chuyện tâm sự chia sẻ với các bạn lâu lâu một chút và nói về cái vấn đề tiêu đề tỳ duyên. Thì không có cái gì là ngoài cái từ tùy duyên được cả. Chẳng hạn như mình muốn có một ý định gì gì đấy nhưng nhiều khi có thể là thành có thể là không thành được các bạn ạ, chứ không phải nhất thiết là thành được đâu. Thì hôm nay Tâm Việt cũng muốn chia sẻ với quý vị về cái vấn đề tùy duyên đó quý vị. Thì không có gì là ngoài cái chữ tùy duyên được đâu, mình có muốn là theo cái ý mình cũng không được đâu các bạn ạ. Không có gì mà theo cái ý mình được đâu. Có thể là mình dự tính một cái gì đấy, chẳng hạn như là bản thân tôi thì tôi cũng có dự tính là tôi sẽ đi đi núi vào vào mùng 4. Thế thì hiện tại thì tôi có hối xe hối cộ, mà hiện tại là xe cộ thì cái điện thoại, có nghĩa là xe cộ của tôi đó các bạn, là căng thẳng quá, cái tuyến xe từ Ban Mê Thuật mà đi đi Đắk Lắk đó các bạn. Thì thực ra là nó cũng không phải là dễ, cũng hiếm, mà tức là quay sao cho cái lên hình cho nó các bạn nhìn cho nó đẹp đẹp một chút nữa. Thì thực ra là cái xe của tôi cũng có phát tâm thì đi núi Cấm đó các bạn. Thì tôi đặt xe mà hỏi xe mà tôi đi mấy bến rồi, bến xe phía Nam rồi cái bến xe nội tỉnh thì tôi có gọi điện mà người ta lại không bắt máy, còn cái bến xe phía Nam thì không có tiến xe đi, mà không phải tôi hỏi mà cả bà bạn tôi cũng hỏi, mà bà bạn tôi lại cũng chơi với người bên hội lái taxi nữa, người ta bảo là cho số, nhưng mà cái ngày thường thì không nói làm gì, nhưng mà vì là cái ngày mùng 3 mùng 4 là anh em là muốn là đi đông vui, nhưng mà thực ra thì lại không có dễ như thế là đấy, nên là mình quyết định là không được phải không các bạn. Thì mình quyết định là mình đi nhưng đâu có phải là mình quyết là được đâu. Thì xe hiện giờ là chưa liên lạc được mà cũng chưa có kết quả gì. Thì tâm mình cũng có khởi đi rồi, có lên tỉnh Hương Cha rồi, nhưng mà chưa đi được. Thì chúc quý vị là hôm nay là bản thân mình thì năm nay thì thực ra là mình cũng nói chung là cái tính bây giờ ở cái tuổi mà nói về là trầm cảm thì không phải đâu các bạn ạ. Bản thân mình cũng rất yêu đời, nhưng mà mình dạo này cũng ở cái tuổi mà mỗi tuổi mỗi cái thời điểm nó mỗi khác nhau chứ không có giống nhau. Có những lúc thì là cứ ham là ra ngoài đi chơi rồi đi đây đi đó rồi du lịch, miễn là cái cảnh đẹp người đẹp, thích cái lạ là được rồi, đẹp là được rồi. Nhưng ở cái thời buổi này và cái độ tuổi này thì chỉ thích làm sao mà an yên tự tại, mà cảm nhận được là vui, là mình vui, nhưng mà vui an yên tự tại đó các bạn, thì là được, chứ không nhất thiết là phải vui vui vẻ hòa đồng xô bồ. Nói vậy thôi, vui thì vui nhưng mà ở cái màn này thì vẫn đang còn có một số cái vấn đề
khía cạnh. Thì bây giờ năm mới thì tôi không có nói đến chuyện đấy, thì tôi nói lái lái như vậy là các bạn biết rồi, các bạn vẫn phải cẩn trọng. Nói tóm lại là mình vẫn sống chung với những cái vấn đề đấy. Thì chúng ta mùa xuân thì chúng ta nói chuyện xuân, chuyện vui, nhưng trong đầu chúng ta cũng nên cảnh giác và đề cập. Thì ý của tôi thì tôi không muốn là mùa xuân mà đi nói chuyện buồn, thì tôi chỉ nói những chuyện vui thôi. Thì chúc quý vị là khởi sắc mùa xuân, và có thể là trong đầu mình có thể vẫn những người mà còn trẻ con hoặc còn nhỏ thì họ chưa hiểu về Phật pháp, thì họ đang mê đắm với cõi trần, thì họ không hiểu gì, thì mình cố gắng lái họa, hoặc mình có thể là người làm, người thực hiện, thì trẻ con hoặc những người nhỏ đấy họ chưa vấp phải những cái bi thương của cuộc sống thì họ chưa hiểu đâu. Khi chúng ta mà vấp phải rồi thì chúng ta mới biết, lúc đấy kêu thì có thể quá muộn hoặc muộn, thì lúc đấy thì nó mới bắt đầu giác đó các bạn. Chứ còn đang còn chưa gặp phải thì chưa biết đâu là bờ bến là đau, phải không? Nhưng mà năm mới thì tôi chỉ nói ở khía cạnh nhắc nhở vậy thôi, còn chỉ nói những chuyện vui thôi. Thì chúc các bạn cứ như là mùa xuân này các bạn nhỉ. Thì hôm nay thì tôi cũng vui, và nhiều lúc tôi cũng hay chia sẻ không lên hình, nhưng hôm nay là ngày mùng 1 đầu xuân thì tôi lên hình cũng lâu lâu. Nói chung là bằng ánh mắt nụ cười, và nhất là kêu gọi những lời động viên chia sẻ từ cái tấm lòng tri ân của quý vị, thì cũng mong sự hợp tác, các vị like, đăng ký ủng hộ kênh để tôi có thể được vào trực tiếp. Thì đấy là cái ước nguyện của tôi. Thì tôi cũng xin cha mẹ thần Phật thánh tiên, long thần hộ pháp chư tôn, sư tổ Bồ Đề Đạt Ma cho tôi được vào cái phát trực tiếp. Thì nhưng mà nếu mà vào được ở trong đấy thì tôi phải được các bạn like, đăng ký ủng hộ kênh thì tôi mới vào được đấy. Thì tôi sẽ là người bản thân tôi thì tôi không được như diễn viên, như điện ảnh, như là nhà đắc đạo hoặc thầy tác pháp, thầy tăng, nhưng dù sao thì tôi cũng dùng những cái bi trí dũng và những cái lời chia sẻ động viên chân thành, lời nói, lời thật, việc thật, ý thật, người thật, và để chia sẻ với các quý vị ở cái cuộc sống hiện tại này. Thì bản thân tôi nhiều lúc tôi hay nói khơi khơi, nhưng mà thực tâm là trong đầu tôi cũng lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ thần Phật thánh tiên, và bản thân tôi, gia đình tôi, nhà tôi cũng có các vị. Thì cũng như đầu video và cho đến cuối video thì các vị của tôi thì lúc nào cũng gia hộ cho tôi, và tôi cũng cảm nhận được các bạn, tôi cũng cảm nhận được đường truyền đấy. Thì đây là các vị của tôi đấy. Thì đây là các vị đang ngự trị ở trong ngôi nhà của tôi và phù hộ cho tôi, che chở cho tôi. Thì trên đầu ba tấc mình, bản thân mình ở trên đầu ba tấc là có các vị đó các bạn. Thì các vị luôn luôn che chở gia hộ đó các bạn. Nói chung là có những cái mình ước mà lại không được, nhưng mà có những cái mình định nhưng mà không được. Nhưng mà trời Phật xoay chuyển là mình được là được lớn, thắng là thắng lớn. Mà cũng bao nhiêu ngày mình gieo trồng thì mình phải có cái bông lúa để mình gặt đấy các bạn. Thì chứ mình không gieo trồng thì nó không có tạo tác, không có đầu tư thì sẽ không có gặt hái đó các bạn. Chứ không phải là nói chúng ta cứ nói khơi khơi bảo là người này được cái nọ, người kia được cái kia đấy. Bảo sao mà có người thì đối rách la cà, thì đấy là nghiệp của họ, họ đã gây tạo đời này và nhiều đời nhiều trước, mà bây giờ họ chưa biết sám hối, chưa biết quay đầu. Thì tại làm sao cũng một con người sao lại cái thân tướng đẹp, là do họ ở nhiều đời nhiều kiếp họ đã tu, và bản thân cũng một người đối rách nghèo khổ mà đi ăn xin, hoặc là tai nạn thì cứ đến liên tiếp. Thì tại vì họ không biết ngưỡng mộ, không biết kêu cầu, không biết sám hối, nhưng cũng một người đấy, tại sao người ta vừa đẹp, thân tướng họ đẹp, nhà cửa họ một cái, hai cái, bốn cái, rồi xe pháo của họ đi xe ngon, vì bản thân họ là có tu
nhiều đời nhiều kiếp, và cha mẹ cũng đã xây kiến cho họ được hưởng cái lộc đấy, và cái lộc đấy đến ngày họ được trổ bông kết trái. Còn những người mà họ giàu có đấy, nhưng rồi giàu cái trước mắt đấy, nhưng rồi họ lại ra đi chỉ trong cái một, có khi trong nháy mắt là toàn bộ những cái nhà lầu xe hơi 5 tầng 7 tầng đấy, đùng một cái là nó ra đi thành mây khói. Nhưng bởi vì là cái họ là chỉ có những cái nhìn thấy cái hiện tại thời đấy thôi. Nhưng mà cái nghiệp của họ đến đó các bạn, thì cái nghiệp của họ đến mà họ không có phước nên là họ không chống được, thì buộc buộc những cái thứ đấy, kể cả nhà 5 tầng 7 tầng, những xe cao xe sang, rồi kể cả con người cũng vậy, đi tàu bay giấy đó các bạn. Thì năm mới tôi cũng cố gắng để tôi không muốn nói đến những cái vấn đề về, nói chung là vấn đề đấy tôi vừa nói đấy chẳng hạn như vậy, nhưng tôi cố gắng để nói chuyện vui thôi. Thì nhưng mà cái tâm tôi nó lại cũng muốn phát ra để nhắc nhở quý vị, giống như là một lời nhắc nhở đấy các bạn. Thì chúc các bạn lời cuối cùng, năm châu bốn biển trong và ngoài nước thì sức khỏe thì đầy người, tiền đầy túi, vàng đầy bình, nhà cao cửa rộng, rồi cuộc sống sung túc, vinh hoa phú quý, thì có thể là nhà thì một cái hai cái, thì đấy là tùy vào phước lộc của mỗi người mà chúng ta cố gắng sám hối để giữ cái phước của mình đã gây tạo ở nhiều đời nhiều kiếp. Kiếp này cũng vậy mà nó không giữ được và không mất đi, và chúng ta giữ được cái linh hồn này khi rời cõi hồng trần, cũng được tiếp dẫn đạo sư về cõi lành, cõi trời, cõi Phật. Đấy là điều tôi hằng mong ước chúc đến quý vị trong và ngoài nước một mùa xuân đầy ấm áp và thật tươi vui, hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đấy là chào quý vị nhé. Chào mọi người, chào các bạn. Cố gắng giữ một thần thái tốt các bạn nhé. Quý vị ơi, và đây là lì xì của con trai. Con trai Nguyễn Tiểu Vĩnh. Cháu lì xì, và đây là ruột. Năm nay là lục con. Chứ chưa có lục cháu. Đây là con trai. Con trai lì xì. Con trai lì xì cho mẹ. Đấy, con trai lì xì cho mẹ. Thì khoe một chút cho với quý vị. Rồi xong rồi lắp ráp video quay lên Capcom để đăng lên video khoe với quý vị. Thì hôm nay là ngày xuân mà, nói chuyện qua vàng, hoa vàng, hoa cúc vàng này. Thì đây là cũng vui vui nên là nói chuyện qua hoa cúc vàng. Thì chúc các quý vị mùa xuân vui. Thì mình vui mình khoe như vậy rồi mình lắp ráp quay lên video nhé quý vị. Bởi vì là mình chưa được vào trực tiếp, thì cũng xin quý vị like, đăng ký, ủng hộ kênh để mình được vào trực tiếp, rồi chia sẻ những đúc kết kinh nghiệm của mình. Và mình có một giác quan thứ 6 rất mạnh, thì có thể rất hữu ích cho quý vị đấy. Quý vị biết trước được nhiều điều. Chúc quý vị lan tỏa video, like, đăng ký, ủng hộ kênh nhé quý vị. Đây là mình xin quý vị like, đăng ký, ủng hộ kênh nhé. Các bạn ơi, đây là lì xì của con rể này, bao lì xì này, và đây là cái ruột này, đây là lì xì của con rể đấy, con rể tương lai nhé các bạn nhé. Không phải là cái này là cha mẹ về trên xoay chuyển cho mình để có lộc đó. Thì mình khoe với quý vị đấy nhé. Thì bao nhiêu ngày nuôi con vất vả, thì hôm nay về trên đã xoay chuyển cho mình. Thì lộc đây là lộc của con rể tương lai các bạn nhé. Đây là mùa xuân nên là quay cảnh đẹp, hoa đẹp cho các bạn và khoe cái bao lì xì. Vì mùa xuân mà, và đây là mùng 1 Tết mà. Mùng 1 Tết nên là khoe bao lì xì đấy các bạn nhé. Đây là bao lì xì.
và lì xì Tết. Cũng mừng các bạn, mừng các bạn, mừng cho mình nhé. Like đăng ký ủng hộ kênh nhé, để nhận tiền lì xì nhé. Thì nếu như các bạn có dịp gặp mình thì hôm nay là mùng 1 Tết, thì nhiều thì không có, nhưng 10.000 thì có lì xì cho các bạn đấy. Hôm nay bạn có con gái đến chơi, bạn gái cũng lì xì cho bạn gái của con gái 10.000. Mà mình thì được lộc, thì lộc này là lộc lộc người nhà mà, con rể tương lai mà các bạn, thì cũng mừng cũng vui. Các bạn mừng cho mình nhé. Thì đây là cái bao lì xì nhá, và đây là cái ruột của bao lì xì nhá. Thì đây là cha mẹ bề trên xây chuyển cho mình, thì nói chung là mình cũng mừng. Nói chung là cháu con rể tương lai cũng lì xì cho mẹ là 3 triệu. Thì em trai thì em là con rốt á, em trai của cháu là 1 triệu. Còn con gái thì cũng 1 triệu. Mẹ thì được nhiều hơn. Thì đấy là cái này là các bạn tin đi các bạn. Tin là đây là cha mẹ bề trên rồi, thành quả lao động mà mình được xoay chuyển đó các bạn. Chứ cũng nhiều khi là các bạn phải tin đi, không có sự ngẫu nhiên nào đâu. Thì cha mẹ chọn người xoay chuyển cho các bạn. Thì đấy là mình được được phước lộc là cũng do cha mẹ bề trên chọn người và xoay chuyển đó các bạn. Chứ không có sự ngẫu nhiên nào mà tự nhiên có đâu các bạn. Các bạn tin nhé. Thì đây là năm mới. Năm mới là nói chuyện mới và chuyện vui là khoe anh chị. Nói chung là hoa đẹp đấy các bạn này. Nói chung là năm mới là phải yêu đời, đẹp đẽ và sức khỏe dồi dào đó các bạn. Đẹp này. Hoa đẹp này. À, đây. Yêu hoa và yêu bao lì xì. Năm mới mà, năm mới nên là yêu hoa, yêu bao lì xì. Các bạn xem video vui vẻ nhé. Nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh để tôi được vào trực tiếp với. Thì tôi cũng cầu xin các bạn ủng hộ tôi. Cái này là tôi cầu xin đó. Năm mới mà tôi lại cầu xin đấy. Tôi xin thỉnh cầu các bạn like, đăng ký, ủng hộ kênh nhé. Để tôi được vào trực tiếp. Và tôi chia sẻ những lời hay ý đẹp và những học hỏi và những tâm linh và những cái sự nhạy cảm của tôi. Tôi có giác quan thứ 6 mà rất chi là nhạy cảm đấy các bạn ạ. Báo trước cho các bạn nhiều điều đấy. Hơi bị hay đấy. Nhưng mà năm mới, bây giờ đang năm mới, tôi không có nói được cái chuyện đấy. Bởi vì ta phải nói toàn chuyện vui và chuyện về sức khỏe, về nụ cười, về ánh mắt, về sợ trợ duyên cho nhau ngày Tết các bạn nhé. Thì đấy là tôi chỉ có hy vọng là các bạn đây, tôi quay như thế này để cho nó đẹp. Đây, hoa mà ngày Tết là các bạn phải vui, phải đẹp như hoa đấy các bạn. Đấy, ngày Tết là phải vui, phải đẹp như hoa thế này. Thế này mà quay mà chỉ có một bình hoa thôi mà nó cũng chia được, nó cũng khắp được cả cái điện thoại đó các bạn này. Đúng không các bạn? Thì đấy, ngày Tết nói chung là từ cái ngày mà tôi ra đời cho đến giờ thì tôi cũng khuyên với các bạn là về sự thật nhé. Từ cái lúc mà tôi ra đời đến bây giờ rồi, chưa có bao giờ là được một cái lãng quà là chúc mừng năm mới này để trên bàn thờ đâu các bạn ạ. Từ cái lúc mà tôi chào đời đến giờ là lần đầu tiên là tôi mới được quay cùng cái video cái lãng chúc mừng năm mới lên video với các bạn như diễn viên hài kịch đây các bạn. Và cũng là mùa xuân năm mới mà, nói tếu tếu tí cho vui các bạn ơi, chứ lúc nào cũng nói chuyện buồn lắm gì. Đấy, từ cái lúc mà tôi đúng là hạ sinh đến giờ đó, bữa nay mới được quay cùng cái lãng chúc mừng năm mới này lên video đấy các bạn này. Thì rất vui cũng các bạn. Ngoài những hoa, những sức khỏe, những niềm vui, những bao lì xì, thì lại có những cái lãng chúc mừng năm mới này nữa. Thì tất nhiên là cũng có sự đánh đổi đó các bạn. Không phải là cái gì cũng phải có sự đánh đổi, không phải ngẫu nhiên đâu các bạn. Tuy là năm mới, tuy là nụ cười, tuy là niềm vui, thế nhưng mà cũng phải có những người đã rời khỏi cõi hồng trần đấy các bạn. Thì ngày Tết mà nói đến cõi hồng trần thì chúng ta cũng phải vui. Vui để cho anh được vui, để anh được an yên tự tại, và cũng chúc phúc cho anh về cõi lành. Đấy, thì mình cũng hằng mong ước như vậy. Và mọi người ai cũng cùng nhau tiến tu giác ngộ. Và tôi thì năm mới nên là cũng thích đẹp, nên tôi cứ thích cái bình hoa này để lấp lế núp ở trong cái bình hoa này cho nó vui vậy.
Thì năm mới là nói chuyện vui các bạn nhé. Thì tôi chỉ thích vui, vui là vui ở năm mới này đó các bạn. Thì vui là cũng có nhiều cái khởi sắc đó các bạn, cho sức khỏe, rồi cho những nhiều thứ lắm. Để con gái tôi với bạn con gái tôi này, tôi quay này, đây, đấy, hai cháu đấy, đây, hai công chúa đấy, đấy, đang đi chơi về đấy. Thì chúc quý vị năm mới thật là dồi dào sức khỏe. Vì quay ngược thì chắc là nó cũng bị chối màn hình, nó không có, không biết là có ấy không. Thì đây là con gái ơi, chúc Tết đi này, chúc Tết mọi người đi. Đó là cháu chúc Tết đến toàn thể bà con đồng bào trong và ngoài nước. Đây là cháu đi chơi về đấy. Thì tôi cũng thay lời cháu chúc Tết đến kiều bào trong và ngoài nước và người Việt mình, ai cũng được vui khỏe đón một cái xuân Nhâm Dần 2022 thật là tuyệt vời, vi diệu và trên cả tuyệt vời, nở một nụ cười vui, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Tất cả là tùy duyên.